Làm một dấu cho mình rất là đau nha các bạn. Nghĩ sao mà ông lấy cất chim bỏ vô cái điếu thuốc cho mình hút các bạn. Nghĩ sao mà cất chim mà bỏ vô điếu thuốc hút thì thôi chứ không có còn gì là để nói nữa nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tức quá mình sẽ làm một cái clip mình sẽ cho làm anh Sơn một bốn rất là đau nha các bạn. Mình sẽ cho tất cả những người xung quanh ông anh Sơn luôn chứ không phải riêng gì ông anh Sơn nha các bạn. Thì đây các bạn hãy cùng xem. Đây một chai nước mắm Nam Ngư nha các bạn. Ok các bạn chưa? Thì nếu các bạn muốn biết video này như thế nào thì các bạn hãy cùng mình đi xem clip này nha. Ok nha các bạn. Các bạn thấy đây không? Một cái bình nước xịt nha các bạn. Các bạn coi này. Thấy chưa? Và giờ mình sẽ dặn cái bình nước này ra nha các bạn. Đây, nước mắm. Mình sẽ lấy chai nước mắm này đổ vô cái bình này nha các bạn. Mình dặn cái bình này nha các bạn. Ok các bạn nha. Hôm nay mà mình xuống mình cho anh Sơn cái vốn này mà không thốn mà chịu gì mình cũng chịu nha các bạn. Ok các bạn hãy cùng xem video nhé. Ok nha các bạn. Bây giờ mình sau khi mình để giấu cái máy quay ở đây đi vô cái xe kia mình nấp mình xịt cái đây ra nha các bạn. Ok. Ok các bạn nha, bây giờ mình đã đi lên xe rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ngồi chờ. Mình sẽ chờ mấy thằng Khứa gì đó ra. Mình sẽ chờ anh Sơn đồ ra nha các bạn. Là mình sẽ núp trong xe, mình lén mình xịt nước ra ngoài nha các bạn. Ra làng đâu? Đi đâu? Nhà? Kìa. Phải. Hôm qua ăn hôm nay nghỉ xin rồi. Phải quay anh Sơn. Mày đến cái xịt nước tao đúng không? Không. Ra đây cầm ra đi ra. Hay quá ha. Mày chỉ suốt ngày mày ngồi mày lạnh quá mày còn muốn mày ngồi mày chôn đi xuống xe tao đi đây này. Nha 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 nha.
Đi xuống nhanh. Đi xuống. Thôi em sợ còn đỡ mà. Đi xuống đỡ mà. Đi xuống nghe đỡ. Đi xuống. Đi xuống. Xuống nhà thôi. Nói lại. Lấy cuốn keo. Mày chưa hỏi nó chưa láo à mày. Che mình lại uống nước cho nó hồi đấy. Phúc ơi! Phúc! Ôi! Trời ơi!